Hi, chào buổi sáng các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Lâm Tươi Travel. Bây giờ mình đang ở thác Bản Dốc, Cao Bằng các bạn ạ. Phía bên này là quầy thu vé. Và đây là cổng vào. Mình vừa mua vé là 40.000 các bạn ạ. Thác Bản Dốc thì ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Bây giờ mình sẽ đi vào nhé. Đi bộ vào không biết có xa không? Bản Dốc. Ở gần đây có động Ngườm Ngao các bạn ạ, cách 2,5 cây. Hình ảnh thác Bản Dốc. Rất là đẹp. Wow, cái động này, chỗ này nhìn đẹp này. Phía bên kia suối là Trung Quốc rồi các bạn ạ. Mình thấy người ta mở nhạc Trung Quốc rất là to. Dòng suối này có những cây cổ thụ kinh khủng các bạn. Nó không vươn lên cao mà nó tỏa các nhánh ra các bạn. Nhìn như cái võng ấy. Chỗ này leo trèo thì thích này. Chỗ này như ở quê ngày xưa chăn trâu là suốt ngày trèo leo ngồi đây. Gốc mọc sát cái bờ suối luôn các bạn ạ. Cả một dãy này toàn cái cây đấy thôi các bạn ạ. Không biết gọi là cây gì. Đó. Bây giờ là 8 giờ sáng. Cô bán vé bảo là đi giờ này là sớm quá chứ có nước nhiều. Chắc là thác sẽ có lúc người ta xả nước nhiều hơn hay sao ấy. Cô bảo thế. Mình hôm nay phải đi về quê nên là đi thăm xong mình về luôn. Đó, những cái cây này nhìn rất là hay, rất là đẹp. Kiểu rất muốn trèo lên ngồi ấy các bạn. Ở trên dòng nước rất là mát. Có một cây sung khổng lồ. Wow. Ở đây bà con cũng làm ruộng này. À, mình nhìn thấy thác rồi các bạn ơi. Wow, đã có người đi thuyền rồi các bạn ạ. Phía bên Trung Quốc này các bạn. Hôm qua mình nhìn mình không nghĩ ra là đấy là Trung Quốc luôn. Mình trọ nghỉ ở ngoài kia. Nhìn thấy nghĩ là bảo là cái gì cao như thế. Nó ra là bên Trung Quốc. Khách du lịch Trung Quốc rất là đông các bạn ạ. À, những cái bè của họ này. Cũng nhiều bè kinh khủng luôn. Phía bên bờ sông những cái cây kia nhìn cũng đẹp các bạn. Phía bên Trung Quốc thì nó dốc hơn. Du lịch bè mảng thác Bản Dốc. Giá 50.000. Bè ở bên mình chưa cả hoạt động các bạn ạ. Kia họ chắc là con đường đi bộ xuống các bạn ạ. Nước thì cũng không nhiều lắm.
Chỗ này bà con trồng lúa khi mùa lúa chín thì đẹp này. Mình sẽ đi vào đây. Thì một bà đang bán gì ở đấy. Chỗ này có mấy cái cây rất là đẹp. Bà bán hàng ạ. Bà bán cái lược ngà. Quay video phải vào mùa mưa này, đổ đẹp. Thế ạ? Mùa này có nước không? Mình đang đứng ở phía bên thác phụ các bạn ạ. Cái chỗ này nước chảy long năm nó tạo thành cái nhũ này, cũng rất là đẹp. Rêu nó mọc trên phủ xanh. Đó, đây này các bạn. Đó, rễ cây bám đầy rêu. À, một anh vừa nói chuyện mình bảo là mùa này thì ít nước, ít nhất luôn. Phải đến tầm tháng 9 mới nhiều nước các bạn. Nhưng mà mình đến đây rồi thì cứ đi tham quan. Nếu mà nhiều nước chắc là dữ dội lắm các bạn. Mình sẽ đi dọc này. Đi qua bên thác chính. Đây là con đường họ mới làm. Thì bên Trung Quốc người ta đến thăm đông kinh khủng luôn. Đi qua bụi tre. Họ làm cái cầu tre đi qua đây để sang bên kia ngắm. Chỗ này ít nước chảy nên là nó mọc rêu xanh. Chỗ này rất là trong, nước trong xanh, trong vắt. Có một chú dắt ngựa vào cho mọi người thuê cưỡi ngựa các bạn ạ. Chụp ảnh. Góc này nhìn ra cũng đẹp này các bạn. Con đường đi qua thác chính. Cấm bay flycam nha các bạn. Khách Trung Quốc đông kinh khủng. Thác nước ở trên kia các bạn. Nhưng mà chắc không có đường lên ngắm ở trên đâu các bạn. Có Trung Quốc ngắm ở trên xuống thì được. Mình chỗ mình thì hơi bằng, đất bằng nên là không thể ngắm từ trên xuống được. Mình zoom lại xem nhé. Thấy thác nước chảy, hơi nước cũng bốc lên bay bay các bạn. Chảy quanh năm thì cũng có lúc cạn nước. Toàn thấy người lớn tuổi thôi các bạn ạ.
Vì bên Trung Quốc họ làm hàng rào luôn. Ở đây có 4 chiếc bè đi cùng nhau một lúc các bạn. Phía bên Trung Quốc nhộn nhịp kinh khủng các bạn ạ. Đó, thuyền nối đuôi nhau luôn. Thuyền này đi thì không ổn lắm các bạn ạ. Đi rất là thong thả. Đẹp quá. Đẹp vì dòng người các bạn ạ, dòng người tấp nập. Công nhận Trung Quốc họ đi chơi sớm thật. Ở khu này toàn thấy đồi núi đá nha các bạn. Đó. Họ phải đi xe từ đâu đến các bạn? Nhưng mà họ đến rất là sớm luôn. Như mình là mình hôm qua trọ ở gần đây xong hôm nay tranh thủ đến sớm. Còn cột mốc 836 2001. Đứng ở đây ngắm xuống sông cũng đẹp đấy các bạn. Buổi sáng sớm ở trên thác Bản Dốc rất là nhộn nhịp. Nếu mà mùa nước nhiều sông thì chắc rộng lắm các bạn. Đứng ở trên đường nhìn xuống thác cũng đẹp này các bạn. Nếu mà mùa nước nhiều sẽ đẹp lắm. Ở bên mình bây giờ mới có lác đác một vài khách. Còn ở bên Trung Quốc các bạn, nhộn nhịp từ sáng đến giờ. Mình vừa nãy định đi thuyền nhưng mà có mỗi một mình thôi. Nên là mình phải trả 100 nên là thôi. Bình thường là mỗi người 50.000 một vé. Vậy nước ít thì đi vào cũng không bỏ các bạn. Khi nào có dịp muốn nước nhiều mình sẽ quay lại. Đó, bên Trung Quốc lúc nào cũng tấp nập. Đây là con đường từ chỗ thác đi ra. Đó. Kia là chỗ để xe. Đi bộ vào cũng gần thôi. Mình chắc sẽ để dịp khác quay lại đây các bạn ạ. Thấy chú làm dịch vụ bè mảng bảo là 11 giờ thì ở nhà máy thủy điện người ta mới xả nước, mới thác nó mới đẹp. Bây giờ mình phải đi về quê. Bây giờ 9 giờ thì đợi đến 11 giờ thì muộn. Ok, bây giờ mình dừng video đấy nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy ấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye.